Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tiến gần hơn về phía nước ta. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, nó sẽ bắt đầu tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang. Sau đó, trong ngày mai sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới các nơi khác ở vùng núi, Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Di chuyển đến đâu, khối không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông tới đó. Vừa bị mất nhiệt do mưa, lại giảm nhiệt do khí lạnh từ phương Bắc thổi xuống, nên nhiệt độ cho ngày mai ở 2/3 diện tích của Bắc Bộ đều thấp dưới mức 29 độ, trời chuyển mát. Chỉ riêng các tỉnh là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La không chịu tác động của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Với miền Trung, trong khoảng đêm nay đến trưa mai, tạm thời vẫn có thời tiết ổn định, không có mưa, ngày trời có nắng. Sau đó, từ trưa mai trở đi, mây dông từ Bắc Bộ sẽ xuống đến khu vực Bắc Trung Bộ, khiến cho ở đây chuyển nhiều mây và cũng có mưa, trước tiên là mưa tại Thanh Hóa. Sau đó, về chiều tối thì mưa sẽ lan xuống Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến đêm, mưa sẽ mở rộng xuống Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to và có dông. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật nguy hiểm. Do có mưa nên nền nhiệt ở Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày mai giảm nhẹ, phổ biến từ 31 đến 32 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế có mưa muộn hơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn cao, ở ngưỡng 33 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong đêm nay và ngày mai thời tiết vẫn ổn định với một vài cơn mưa rào trong đêm nay và chiều tối mai. Còn trong ngày mai ở đây vẫn có nắng với mức nhiệt từ 31 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ còn có mưa ở một vài nơi, tập trung chủ yếu về thời điểm đêm và chiều tối. Còn trong ngày ở cả hai khu vực đều có nắng, thời gian nắng kéo dài hơn khiến cho nền nhiệt ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên mức nhiệt từ 29 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh, từ đêm nay sang đến ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển sang hướng Đông Bắc, mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6 khiến cho biển động. Cả khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có mưa dông một vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.